Rồi đưa đi anh. Đưa đi anh ơi, đưa đi, đưa đi. Rồi ok anh, ok. Đây, hôm nay thì mình lại cận cảnh tiếp tục lắp cái ốp tay mở cửa bản to cho anh trai các bạn nhá. Đấy, hôm nọ anh đặt mình rất là lâu rồi mới có cơ hội qua đây, vì thời gian vừa qua dịch mà các bạn, thành ra là anh không chọn cái này. Bắt đầu hết dịch các bạn biết là anh ấy chuyên chở gà các bạn này. Đấy, hết dịch thì bắt đầu là anh em bung lụa để gọi là chinh chiến, thì bắt đầu anh qua tới đường nhà mình thì bắt đầu lắp cái tay mở cửa các bạn nhá. Đấy, mở cửa tay mở cửa bản to đó. Trước đấy thì hôm nọ thì mình có dàn che mưa bằng tay gương cầu cho anh trai đó, các bạn thấy không. À, hôm nay mình sẽ lắp cái bộ tay mở cửa to nhá. Hôm nay đang các bạn biết là dòng 2021 thì cái tay gương nó rất là khuất các bạn nhá. Đấy, thế nên thành ra là anh ấy muốn chuyển đổi cái đôi tay gương. Đây ghế đây nha. Chuyển đổi cái đôi tay gương cho nó dài ra thêm các bạn ạ, cho to thêm. Đấy, còn đây là mình đang tận cảnh dán thêm cái băng dính các bạn nhá. Dán thêm cái băng dính hai mặt vào cái ốp bản to. Đây các bạn này, đây là ốp tay mở cửa bản to. Đấy nhá. Đấy, đang chuẩn bị dán cho anh trai cái ốp tay mở cửa bản to các bạn này. Đấy, bản to. Đấy, cái này thì mình sẽ dán thêm rất là nhiều keo bên trong nữa. Đây các bạn này, bên mình sẽ dán thêm mấy đợt keo nữa. Chúng vỉa thêm đợt keo nữa chúng ạ. Đấy, còn bên mình đang vỉa thêm keo các bạn nhá, vỉa thêm keo 3M nữa. Thì bản thân cái keo này mình cũng đã nói qua tất cả các video của mình rồi, là cái keo của Hàn Trung Quốc này. Nó làm không được bền thì anh em vỉa thêm keo 3M, các bạn có thể silicone ngậm bắn cũng được. Hoặc thậm chí là anh em chơi đinh rút, chơi một con đinh rút vào đây này các bạn này. Chơi một con đinh rút vào đây này. Phía trên này không ai nhìn thấy đâu. Thì nó sẽ rất là bền cho những cái này. Vì cái đồ mạ này của nó Trung Quốc thôi, nhưng mà nó sơn 3-4 lớp các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Và thứ hai là đồ mạ rất là bền các bạn nhé, các bạn yên tâm. Anh em cứ yên tâm mà dùng thôi, mình không chấm gió hay bốc phét đâu. Thì cái này là cái thực tế mà các bạn đã dùng rồi và các anh trước đã chơi xe đã dùng rồi. Đấy, các bạn thấy không, đây bên trong cũng thế thôi các bạn, bóc băng dính ra này. Đấy, bên trong nó dính hai mặt thôi, bóc ra dán vào các bạn. Đấy, trước khi dán thì chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ đi các bạn nhé. Đấy, anh em sẽ vệ sinh sạch sẽ đi. Các bạn lau cho mình sạch sẽ đi. Đấy, các bạn lau cho mình sạch sẽ đi. Đấy, lau hết bản to thì chúng ta phải lau hết ra ngoài này để cho nó sạch sẽ. Đấy, thì chúng ta dán nó mới ăn. Đó các bạn thấy không, lau sạch sẽ luôn. Đấy, sau khi lau sạch sẽ xong nhá, bản to các bạn nhá. Đấy, cứ căn cái lỗ khóa chúng ạ, căn này lỗ khóa là vừa. Thôi cứ phát tay mở cửa đi cho chắc. Cứ bắn tay mở cửa cho đi. Bắn tay mở cửa vào cái này rồi. Không. Cái này nằm bên ngoài mà. Đây. Mình dán tay mở cửa trước các bạn ạ, hay hơn. Đó, đây các bạn nhá. Đây. Bản to cánh chim các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Quá đẹp luôn. Đấy, cái bản bé thường thường nó chỉ có thế này thôi. Đấy, bản bé mình vẫn bán bình thường, bản bé là như này. Còn đợt này thì mình mới nhập cái bản to này về để phục vụ anh em yêu sự đam mê hơn nữa, mạ chrome hơn nữa. Đây. Đó, các bạn dán cái này thôi. Đấy, các bạn nhé, các bạn cứ căn cái lỗ khóa này này cho nó cân là các bạn sẽ dán đẹp. Rồi đấy, biết rồi đấy. Căn một khóa và căn này là chung này, căn này này. Căn lỗ khóa, căn cái mép cửa này. Thêm keo, con này phải thêm keo. Đấy các bạn nhé, thế là xong bên phụ nhá. Đấy, rồi mình sẽ bên lái các bạn đây. Mở cửa ra vào bình thường các bạn này. Đấy, mở bình thường các bạn này. Đấy, mở bình thường các bạn này. Đó, các bạn thấy không, ok chưa. Rồi bên lái chúng ta dán như thế thôi các bạn nhé. Đấy, bên lái mình sẽ dán cho anh trai như thế thôi. Chú ơi, trước khi dán thì mình sẽ phải lau vệ sinh sạch sẽ đi các bạn nhá. Mình lau vệ sinh sạch sẽ đi. Xong rồi là nếu mà các bạn có gói xăng thì các bạn lau bằng vệ sinh bằng xăng nhá. Biển số của anh trai rất đẹp các bạn nhá. Biển số rất là đẹp luôn các bạn này. 2H2 29H. Biển số rất đẹp luôn. Đó các bạn vệ sinh, đây là cái gói xăng các bạn nhé, đây là xăng. Đấy, xăng vệ sinh. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi. Đấy, sau đó chúng ta dán này trước.
tiếp theo đó là chúng ta dán cái này. Rồi, tiếp theo đấy là chúng ta dán cái cánh cửa bản to. Rồi, ok nha các bạn nhá. Ok. Chúng ta cũng dán như bên kia thôi, chúng ta căn cái lỗ khóa và chúng ta căn cái sọc và cái cánh cửa làm sao cho nó cân. Ok chưa các bạn? Quá đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, xong các bạn nhá, rất đơn giản luôn. Ok nhá, thì là xong các bạn nhá, rất là đẹp đúng không các bạn? Đây, ok cho các bạn. Mở khóa vẫn bình thường, mở ra mở vào ngon. Đây các bạn, ngon luôn. Ok, con này biển số anh trai rất đẹp các bạn nhá. Biển số rất đẹp luôn các bạn này. Đây, biển số rất đẹp luôn. Đó, biển số rất đẹp luôn các bạn nhá. 29H5050 TKR. Đó các bạn thấy không, 2021. Ok. Đây được em tí để em lấy lốt. Và hôm nay thì mình cũng tư vấn là bán anh trai một mặt to để thay vào cái đôi gương kia, và thứ hai là anh trai sẽ design làm sao cho nó cái tay gương ấy, nó dài ra. Về với các bạn phải hàn không? Các bạn phải hàn các bạn phải hàn, các bạn cắt hàn này, các bạn cắt hàn nhẹ này, các bạn phải cắt, anh em phải về chế lại cái này thì mới lắp được cái gương to này, khoan này, mới lắp được cái gương kia các bạn nhé, chứ không phải là bắt đầu gương đâu các bạn. Đó, các bạn lưu ý cho mình. Đấy, ok cho anh em. Đấy, quá tuyệt vời luôn đúng không các bạn. Đấy, đây là gương bé các bạn nhé, đôi gương bé. Đấy, gương to thì là xong các bạn ạ. Ok, xong rồi anh nhá, em cảm ơn anh ạ. Đấy, sau khi một lúc xong thì mình đã hoàn thiện cho anh trai một số thứ đồ chơi các bạn nhá. Đấy, ốp tay mở cửa. Đấy, ốp tay mở cửa này, rồi là gương vuông thì mình độ thành gương của Isuzu FVM. Đây, gương tròn. Đấy, biển số rất là đẹp các bạn nhá. Biển số anh trai rất đẹp luôn. Đấy, dán cái chữ Thái. Ok cho các bạn. Đó, ok luôn. Đấy, lúc sau thì độ cái gương này thì bản thân anh trai đã cảm tưởng ưng ý rồi các bạn nhá, nhưng mà anh thì vẫn muốn thêm một cái gương bé ở dưới nữa, thì về anh em sẽ phải cắt đi, cắt ra và hàn vào thêm các bạn nhá. Đó, đây gương vuông bé đây, nhưng về gương chính của Isuzu FVM các bạn này. Đấy, dàn chữ Thái rất đẹp các bạn nhá. Đấy, toàn bộ đồ chơi là anh trai cũng ủng hộ mình thôi. Đấy, anh cũng là một người anh rất hay theo dõi cái kênh của mình, thank you anh trai rất là nhiều luôn. Anh ơi, nhìn lát không anh, nhìn rộng không anh? Ok. Đấy các bạn nhá, nhìn rất là rộng và cái mặt gương này nó sẽ chỉnh được các bạn nhá. Đấy, thank you anh trai rất nhiều luôn. Có thể anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 các bạn nhá. Thank you anh em rất nhiều luôn. Anh em có điều ủng hộ mình theo số điện thoại này các bạn này. Ok anh em, thank you anh em rất nhiều.